Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội đồng Hương Hưng Yên tại tỉnh Quảng Ninh tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão 2023. Tới dự có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Sau hơn 20 năm thành lập đến nay, Hội đồng Hương Hưng Yên tại Quảng Ninh thu hút được khoảng 1.000 hội viên tham gia. Người Hưng Yên sinh sống ở Quảng Ninh, công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó có nhiều người giữ chức vụ chủ chốt ở các cơ quan nhà nước và ở doanh nghiệp. Những người con quê hương Hưng Yên ở đây luôn đoàn kết gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, như hỗ trợ hội viên nghèo, tặng quà cho con hội viên đạt thành tích cao trong học tập, tổ chức mừng thọ và tặng quà hội viên cao tuổi. Đồng thời, hội có những hoạt động thiết thực hướng về quê hương. Tại buổi gặp mặt đầu xuân, đồng chí Quách Thị Hương đã tặng hoa và quà của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng Hội đồng Hương Hưng Yên tại Quảng Ninh, đồng thời thông báo những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2022 và định hướng những năm tiếp theo. Đồng chí mong muốn Hội đồng Hương Hưng Yên tại Quảng Ninh tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả nhằm chăm lo, giúp đỡ hội viên, gắn kết người Hưng Yên đang sinh sống tại Quảng Ninh với quê hương nguồn cội. Chúng tôi vẫn theo dõi cái sự phát triển của quê hương của chúng ta, nhất là từ ngày tái lập tỉnh năm 1996 đến nay, thì tôi thấy Hưng Yên chúng ta có nhiều cái tiến bộ về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đường giao thông nông thôn hiện nay đã thông suốt và rất là đẹp đẽ, rộng rãi, sạch sẽ. Chúng tôi rất là phấn khởi. Tại buổi gặp mặt, Hội đồng Hương Hưng Yên tại Quảng Ninh đã tổ chức mừng thọ cho hội viên cao tuổi.